kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Sống An Bình. Các cô gái thân mến, trong chuyện tình yêu, không phải con trai khi nào cũng là người chủ động. Vì con gái yêu bằng tai nên các chàng trai dễ buông lời đường mật để chiếm được cảm tình của các cô gái. Tuy nhiên, bạn có biết các chàng cũng rất thích được nghe những lời ngọt ngào, thủ thỉ bên tai từ người con gái của mình. Sau đây là 13 câu nói nếu chị em biết áp dụng đúng thời điểm sẽ khiến các chàng như là đang ở trên mây vì sung sướng lâng lâng trong niềm hạnh phúc dạt dào. Hãy cùng xem đó là những kiểu câu nói như thế nào và học hỏi ngay nhé. 1. Em cảm thấy được che chở và an toàn khi ở bên cạnh anh. Khi ở trong vòng tay anh, cuộc sống với em thật tươi đẹp. Anh luôn đến bên em bất cứ lúc nào em cần sự giúp đỡ, dù việc nhỏ hay là việc lớn. Không ai có thể hiểu em hơn anh. Chưa bao giờ em thấy cần phải giữ lại điều gì cho riêng mình khi nói chuyện với anh. Chưa bao giờ anh làm em phải thất vọng. Dù đây không phải là những câu nói ngọt ngào hay quá lãng mạn, nhưng chắc chắn chàng sẽ cảm nhận được sự chân thành và tin tưởng của bạn đối với anh ấy. 2. Bạn em ghen tị vì em yêu được anh đấy. Tất cả bạn bè em đều muốn tìm được người đàn ông giống như anh. Anh là chàng trai mà cô gái nào cũng mơ ước. Anh quá tuyệt nên tất cả các cô gái trong phòng đều ghen tị với em đấy. Em không thể tin rằng mình lại may mắn có được anh. Có lẽ khi bạn nói những câu ngọt ngào này, dù chàng sẽ cảm nhận được có hơi chút tâng bốc, song chắc chắn họ vẫn sướng mê vì biết họ đang thật cao giá trong mắt bạn. 3. Trông anh thật quyến rũ. Nhìn kìa, các cô gái xung quanh đang đổ dồn về anh đấy. Em thích đi cùng anh hơn đi với bất cứ người nào trên thế giới này. Đàn ông dù đã có vợ, có người yêu vẫn muốn được đi chơi cùng bạn bè hay để mắt tới những người con gái khác. Nhưng họ lại luôn muốn nửa kia coi mình là duy nhất và số một. Vì vậy, câu nói ngọt ngào này của bạn đã đánh trúng tâm lý của đàn ông. 4. Em không biết làm thế nào để anh đủ kiên nhẫn lắng nghe, chịu đựng em, ngay cả khi em làm nhảm đủ thứ chuyện. Đây là cách nói thể hiện sự trân trọng của bạn trước những hành động và tình cảm mà chàng đã dành cho bạn. Nghe nó, chàng cảm thấy mọi việc mình làm luôn được bạn lưu tâm và có ý nghĩa đối với bạn. Và với đàn ông, đôi khi chỉ cần phụ nữ nhận ra được điều đơn giản này cũng đủ khiến họ sung sướng cả ngày. 5. Anh là chàng trai hào hiệp, nam tính nhất em từng gặp. Phái mạnh rất sợ khi bị cô gái nào đó chê mình thiếu ga lăng. Và khi lòng hào hiệp của họ được biểu dương, chàng trai nào cũng cực kỳ bổ kết. 6. Chỉ có anh mới luôn biết cách làm em mỉm cười ngay cả khi chán nản nhất. Ước gì em cũng có khiếu hài hước như anh để mang lại tiếng cười cho người khác. Lời khen và lời đánh giá này giống như một sự thừa nhận chân thành rằng chàng luôn mang lại niềm vui cho bạn và cho những người mà chàng gặp. Chàng sẽ sướng vì nghĩ với bạn, chàng ít ra cũng là linh hồn của bạn hay một nhóm đám đông bạn bè nào đó. 7. Em chưa thấy người đàn ông nào biết lựa chọn quà tặng khéo và chu đáo cho bạn gái như anh. Đàn ông thường gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần mua quà cho bạn gái. Họ băn khoăn không biết chính xác món quà đó có vừa lòng bạn không. Lời khen cho sự khéo léo của chàng trong việc chọn quà vừa như một sự khuyến khích, vừa là lời thông báo về sự hài lòng của bạn đối với món quà. 8. Anh chăm chút em, như thể em là nàng công chúa trong cung vậy. Em thích được chiều chuộng và chỉ có anh mới biết cách để nuông chiều em mọi lúc, mọi nơi. Anh thật ngọt ngào và chu đáo. Anh biến em thành một con mèo hư hỏng từ khi nào vậy? Câu nói ngọt ngào này đề cao sự quan tâm, săn sóc của chàng đối với bạn. Khi chàng nhận được từ bạn câu nói này, chàng sẽ thấy bạn đã ghi nhận những quan tâm của chàng với bạn. Và chàng cũng thấy cả sự đón nhận tình cảm của chàng với bạn ở trong đó. 9. Chỉ cần nghĩ đến việc lên giường cùng anh, em đã đủ thấy phấn chấn rồi. Mỗi lần lên giường với anh, em tự hỏi, có phải anh đang đội lốt thần ái tình hay không? Em thích cách anh siết chặt lấy em khi ở trên giường. Chẳng người đàn ông nào không vui sướng khi được đánh giá cao khả năng chăn gối, niềm kiêu hãnh của phái mạnh. 10. Cách nói chuyện của anh luôn có sức thuyết phục người khác. Đừng để cô gái nào biết khả năng này của anh nhé. Anh là chàng trai vô cùng thú vị. Em có thể trò chuyện cùng anh về mọi thứ.
lời khen này dành cho cách ăn nói trơn tru, ấn tượng của chàng, và nó cũng cho chàng thấy bạn rất thích được trò chuyện cùng anh ấy. 11. Mùi hương của anh cứ ám ảnh em mãi. Ước gì em mang theo chiếc áo sơ mi của anh trước khi đi, để bây giờ đỡ nhớ. Thật khó khăn đối với em khi mỗi lần phải rời khỏi vòng tay của anh. Hãy dùng câu nói ngọt ngào này gửi đến chàng mỗi lúc bạn phải xa chàng hoặc muốn níu giữ chàng ở bên mình. Chàng sẽ cảm nhận được sự nhớ nhung da diết, những quyến luyến của bạn dành cho chàng. 12. Mọi người cứ nói em hay khoe khoang về anh. Nhưng anh biết không, em không thể ngừng lại việc khoe anh như thế. Chàng sẽ vô cùng thích thú vì biết có người con gái luôn hãnh diện vì chàng. 13. Anh luôn dành cho em những điều bất ngờ nhất. Sự sáng tạo và thú vị trong mỗi việc chàng làm luôn có giá trị lớn đối với bạn. Đó là thông điệp mà câu nói ngọt ngào này có trách nhiệm chuyên chở tới người nhận nó. Tình yêu là thứ tình cảm mà mọi người đều hướng đến. Những lời nói ngọt ngào rất quan trọng trong tình yêu. Chúng cũng giống như gia vị khi nấu ăn, nếu thiếu thì tình yêu sẽ không đẹp. Chính vì thế khi yêu, nhất định phải biết cách nói lời ngọt ngào mới có thể giữ tình yêu luôn tươi mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nói lời ngọt ngào và không phải lời nói ngọt ngào nào cũng đem lại hiệu quả tốt. Sau đây là những lời nói tưởng như là ngọt ngào nhưng lại phản tác dụng, gây hiểu lầm với đối phương, bạn nên tránh. Đôi khi, những lời nói ngọt ngào bạn nghĩ chàng sẽ thích, nhưng thực tế, chàng không nghĩ như bạn mà còn thấy bất an khi nghe chúng. 1. Chồng anh rất ổn, không vấn đề gì mà. Đây là một trong những ví dụ điển hình cho lời nói ngọt ngào nhưng sai lầm. Trong khi bạn thật lòng nghĩ ngoại hình của chàng rất ổn, không có vấn đề gì cả. Dù cho chàng mới tăng một vài kg, nhưng anh ấy không tin lời bạn nói đâu. Tương tự như phụ nữ, nghe bạn khen như thế, chàng sẽ cảm thấy đó không phải là lời khen thực sự và bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an khi bạn chú ý đến ngoại hình của mình. Lời khuyên, mỗi khi chàng mở lời phàn nàn về cơ thể mình, thay vì khen chàng như trên, bạn nên dành tặng chàng một nụ hôn dài, không cần một lời nói nào. Hành động đó sẽ giúp chàng thoát khỏi suy nghĩ lo lắng về cân nặng, vóc dáng của mình. 2. Anh quá lãng mạn. Đàn ông biết phụ nữ luôn thích những điều lãng mạn và mong muốn dành cho một nửa của mình thật nhiều điều ngọt ngào như trong phim ảnh. Nhưng họ lại thường xuyên rơi vào trạng thái bất an khi hành động. Họ lo lắng không biết bạn sẽ phản ứng ra sao trước những hành động lãng mạn của mình. Và khi bạn khen như thế, có chàng nghĩ hình như mình đã hành động thái quá. Có chàng lại cho rằng có lẽ lãng mạn chỉ dành cho phái nữ, mình không nên làm thế mới phải. Ngay cả khi một chàng trai đã có hành động lãng mạn làm vừa lòng bạn, tâm lý chung của các chàng là không thích người khác khen mình là người lãng mạn. Lời khuyên, nếu chàng đã dành cho bạn một điều vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, không cần khen ngợi anh ấy, chỉ cần nói lời cảm ơn là đủ. 3. Em yêu anh, nhưng... Nhiều chàng trai tâm sự, họ rất ghét chữ nhưng của con gái. Nhưng dù nó được nói kèm theo những lời lẽ vô cùng ngọt ngào như em yêu anh, khoảnh khắc chàng nghe được bạn nói từ nhưng, chẳng khác nào bạn làm anh ấy như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bởi lẽ giây phút ấy, họ biết chắc chắn mình đã làm điều gì đó sai lầm hoặc có một tin sét đánh chuẩn bị phải đối mặt. Lời khuyên, khi chàng đã làm điều gì đó không hài lòng bạn, thay vì rót vào tai chàng những lời có cánh như trên, hãy nhẹ nhàng nói cho anh ấy biết lỗi lầm của chàng hoặc tìm một cách khác, thay vì vừa đưa chàng lên mây rồi bất ngờ đẩy anh ấy rơi xuống mặt đất. Trong trường hợp bạn thật lòng yêu chàng nhưng không muốn tiếp tục mối quan hệ, hãy chọn một cách từ chối tình cảm khác còn hơn cứa vào tim chàng bằng cách bày tỏ tình cảm đi kèm chữ nhưng ngập ngừng. 4. Anh dễ thương quá. Nếu như các nàng thích mê khi được phái mạnh khen như vậy thì chẳng chàng trai nào hứng thú với lời nói ngọt ngào này. Trong khi bạn cho rằng đó là một lời khen thì đàn ông lại cảm nhận đó là một sự xúc phạm khiến họ khó chịu. Bởi lẽ đàn ông vốn được coi là những người mạnh mẽ, dễ thương và đáng yêu chỉ dành cho phái yếu. Khi được khen như vậy, họ cho rằng mình không phải là quý ông thực sự trong mắt chị em. Lời khuyên, hãy khen chàng là người ấm áp, đẹp trai, nam tính, thay vì anh dễ thương quá. Hoặc có lúc đã chót nói với chàng như vậy, bạn có thể chữa cháy bằng cách giải thích cho anh ấy hiểu điều gì chàng làm được bạn đánh giá là dễ thương, đáng yêu,
và tuyệt đối không bao giờ khen chàng như thế trước mặt người khác nhé. 5. Anh giống như con gái vậy. Có thể trong một số hoàn cảnh, bạn cho rằng lời nói ngọt ngào này là hợp lý, không vấn đề gì. Tuy nhiên, trong cảm nhận của các chàng, đó không phải là lời khen họ mong muốn nghe được. Không chàng trai nào muốn bị coi là con gái, ngay cả khi bạn đánh giá cao khả năng lắng nghe, sự tinh tế, nhạy cảm. Như một cô bạn gái chính hiệu của chàng, thì lời khen này cũng không mang lại hiệu quả như bạn nghĩ. Trái lại, nó còn ảnh hưởng tới cái tôi đầy nam tính của chàng. Lời khuyên, chàng cư xử với bạn dịu dàng chẳng kém gì con gái. Hãy khen chàng bằng những lời có cánh khác. Chẳng hạn, em thật may mắn khi được ở bên anh. Không ai hiểu em như anh. 6. Cảm ơn vì tất cả những cố gắng của anh. Ít người nghĩ rằng đây lại là một lời khen vô tác dụng, bởi nó thực sự cần thiết khi chàng đã cố gắng làm điều gì đó cho bạn. Tuy nhiên, lời nói ngọt ngào này sẽ khiến anh ấy cảm thấy giả tạo khi chàng vừa thực hiện xong. Thời gian chưa đủ dài để bạn đánh giá được những việc anh ấy đã nỗ lực vì bạn. Lời khuyên, người đàn ông yêu bạn thật lòng luôn muốn giúp đỡ bạn hết mình. Để đánh giá cao tấm lòng của chàng, bạn chỉ cần lựa chọn thời điểm cảm ơn thích hợp. Tốt nhất là trải qua một khoảng thời gian nhất định sau khi chàng đã hành động. 7. Em rất bất ngờ khi anh làm như thế. Bạn cho rằng lời khen này sẽ cho chàng thấy sự bất ngờ của bạn trước khả năng của anh ấy. Trong khi đó, khi nghe bạn khen như vậy, chàng lại không cho đó là một lời khen và nghĩ bạn không đánh giá cao những gì chàng đã làm. Chàng muốn được thấy niềm tin ở nơi bạn đối với khả năng của mình. Vậy nên, sự bất ngờ của bạn thực ra lại mang tính chê bai nhiều hơn, theo cảm nhận của chàng. Lời khuyên, một lời cảm ơn thật lòng, một món quà nho nhỏ để bày tỏ sự biết ơn của mình là tất cả những gì bạn nên làm khi chàng đã đạt được thành tích gì đó. Dù là nhỏ nhất như nấu một bữa ăn ngon, hoặc không, bạn có thể khen ngợi chàng bằng cách em tin là anh làm được mà. Sự thật đúng là như thế. Lời nói dối ngọt ngào. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là câu nói mà các cụ xưa kia để lại. Quả thực là như vậy, chỉ một câu nói của bạn thôi, nhưng nó có thể làm thay đổi cả một tình thế, một cục diện vấn đề. Đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng, thì những lời hay ý đẹp càng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và có tác dụng rất lớn tới nền tảng hạnh phúc của các bạn. Trong cuộc sống vợ chồng, có những trường hợp nói dối sẽ tốt cho cả hai. Thì tại sao bạn không thử để cuộc sống hôn nhân của mình thêm nhiều màu sắc? Người ta hay gọi đó là lời nói dối ngọt ngào. 1. Em nói đúng rồi. Bạn hãy dập tắt những cuộc cãi vã bằng những lời nói dối ngọt ngào nhất. Mặc dù đó không phải là câu nói mà bạn muốn nói, nhưng bạn nói vậy để cuộc sống hôn nhân được êm ấm hơn. Điều đó giúp làm giảm cơn tức giận của người bạn đời, đồng thời cũng khiến cho bạn cảm thấy ổn hơn phần nào khi cô ấy dịu xuống. Nếu bạn cố gắng cùng tranh cãi với cô ấy vào lúc tức giận như vậy, chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. 2. Trông em thật tuyệt. Khi vợ bạn hỏi bạn, em mặc cái váy này có đẹp không? Thay vì trả lời có hay không, sao bạn không nói với vợ rằng, em là cô gái tuyệt nhất của anh? Nếu bạn trả lời là đẹp em ạ, thì cô ấy sẽ có cái cớ để kiếm chuyện với bạn, vì cô ấy nghĩ rằng bạn đang khen không thật lòng, đang cố tình nói để cho mình vui. Người phụ nữ thường nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Họ dễ dàng có những suy luận linh tinh, rồi khiến cho mối quan hệ của các bạn trở nên căng thẳng hơn. Mà bạn thì không hiểu là có chuyện gì cả, và bạn luôn nghĩ bạn chả có lỗi gì cả. Nói rằng cô ấy dở hơi nên mới vậy. Bạn đã thấy tác hại chưa? Chỉ một câu nói mà nó đi quá xa. 3. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Câu nói này giúp duy trì mối quan hệ của các bạn. Khi bạn thường xuyên nói như vậy, sẽ thúc đẩy được lòng tin trong lòng cô ấy dành cho bạn. Cô ấy luôn trong tâm thế tin tưởng chồng hết mực. Đó là lời nói hoa mỹ hơn, chứ không phải là sự dối trá cả trong tình cảm. Bạn nên nhớ con gái yêu bằng tai phần lớn, nên hãy duy trì những lời nói ngọt ngào như vậy. 4. Anh hiểu mà. Đây là câu nói thể hiện sự đồng cảm, ủng hộ của bạn dành cho người bạn đời của mình. Mặc dù sự tình bạn hiểu không được nhiều, nhưng đôi khi người bạn đời của bạn chỉ cần một thái độ ủng hộ của bạn thôi. Điều đó thể hiện sự quan tâm nhất định dành cho người bạn đời. Ít ra cô ấy không cảm thấy cô đơn trong hướng đi của mình. Trên đây là những lời nói dối ngọt ngào thêm vào để tình yêu thêm gia vị.
Chúc các tình yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu. Những lời nói ngọt ngào, lãng mạn sẽ làm bùng cháy ngọn lửa tình, hâm nóng tình cảm nhanh chóng. Thật tuyệt vời khi mỗi ngày ta trao cho nhau những lời yêu thương như vậy, phải không nào? Đừng tiếc nói ra những lời này vì nó sẽ giúp tình yêu của bạn trở nên thú vị và gắn kết hơn đấy. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong tình yêu và cuộc sống.